ကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကန်ထူးမှာခြေပါရက်စခန်ကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းစခန်မကျရေးအတွက်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20မိနစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူအများအပြားရှိနေပြီးတေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတည်ပြုနေစေဖ
bốn trên rửa tay phải trên đường rồi nếu mà nhét đất thì nhét nhét đất thì lọc được một loại thì chung này nó phi số mà là nó để xì sâu nữa thì mình sẽ về nhà thì khi mà chung này mình có nó thì trong cái lượng thay thì sâu là hạn sâu rồi mình nghĩ ra rồi cha ở cha này nó đại này nên nên để đâu vì mà nó thành nên tôi mình để cái mà này má mày muốn nhà lọc được bắt trả lệ thì đã sẽ được rồi nó chỉ khách này là để xì mùi rồi xì thế mình nghĩ ra đại này sẽ cũng đam mùi rồi rồi sao như này bọn nó sẽ cũng đam mùi sẽ sẽ khỏe đấy đi ta cả quay tiếp hồi bắc á, căn thứ mấy giờ sang ngô, alo ní ba tên bay nè nghe bi, sang ngô lấy micro pia simu để pilo khé rồi, đi ta cả quay tiếp hồi sinh khai nít tiệp bài, sang này đại bộ đấy, sang công sự tiếp hồi nó sẽ út em nè chả xong bi, nên nghe cái chỗ ngô lấy tên sinh nè nghe rồi, để xem như này, pido cả quay tiếp hồi mà tao vẫn chưa được uga pia bài, cái nào đó, sang công khó, cái em vừa đi ăn nấu tô nhiều mà, nhưng mà mình đây này họ thì họ thì còn này bọn lý do này đây rất nhiều cái gì lại nên nên bây giờ là này tăng ngay lên cô nó gọi là lý do bây giờ chỉ được lý do đây thằng lúc đó bây giờ lúc đó lại cho nó là nhà bây giờ mình đây lại ai lúc đó bộ mình đây là bây giờ rồi thì tăng ngay đủ chỉ để tăng ngay để khai này rồi lên ai qua con rất coi nó chưa về bộ mi chưa ấy lần này là chưa rồi giờ đấy ấy lần này là chưa giờ lại gì ra này rồi giờ đấy cái con này ra ဆက်စဲလို့ကြမနေနဲ့ခွေးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရေဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကန်ထူမချီရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးကမ်းဘလူမြို့နယ်ဘက်ကလာတဲ့နောက်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာလည်းတဆယ်မြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ကန်ထူမစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှ
မှုအတွက်တင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။